làm thu những giò mây đi nhân xa thương nhớ không nhòa thương kẻ đi xa lòng thầm bao nhiêu niềm đau có nghe trong tâm tư xót xa duyên lơ là em chúng này nhìn mấy cuối trời làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đắng trần. Đêm qua tôi có về ngang nơi họ hẹn cô thì mới hay cô gái đã sang sông. Thôi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiễn mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bã. Rồi mong chiều nào bà có dừng chân nơi quán lạ, xin bà dành lại phút giây hoài niệm kẻ đắng trần. Tôi đã ra đây là chấp nhận cho mình một cuộc sống bên đời cô độc như loài chim buồn lạc lòng giữa đêm sương. Bà ơi, nếu một phút giây nào bà chẳng nhớ đến một mẹ đã cùng bà em, thì xin bà hãy quay về nơi kỷ niệm và không cho nhau gài nhốt để ban đầu. Ông là ai mà nói những lời như nghẹn ngào nước nở? Thì trời ơi làm sao
bà đi đường tôi bước chẳng có khoáng hà một sáng mùa. Tôi sẽ dừng chân bên tiền đồi bó là để lắng nghe những tiếng đồng đã kêu sầu. Thank you.